Xin kính chào quý bậc phụ huynh. Tên tôi là Lê Thị Cúc, nhân viên nuôi dưỡng trường mầm non Quang Hưng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Tôi rất vui khi được đồng hành với quý bậc phụ huynh trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại nhà. Thưa các bậc phụ huynh, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra rất phức tạp. Nhà nước yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà, không tụ tập ăn uống đông người để đảm bảo an toàn trong mùa dịch và có những món ăn ngon bổ dưỡng cho bé và cả gia đình. Hôm nay tôi xin chia sẻ món bánh phở cuốn. Nguyên liệu bánh phở cuốn gồm có: bánh phở mới làm mềm ngon, rau xà lách tươi ngon, tôm biển luộc chín bỏ vỏ thái nhỏ, cà rốt rửa sạch bỏ vỏ thái con chì, thịt lợn luộc chín thái nhỏ, dưa leo rửa sạch ngâm nước muối gọt bỏ vỏ thái con chì, giò luộc thái con chì, trứng gà tráng mỏng thái lát. Sau đây là cách cuộn bánh phở cuốn. Lấy bánh phở trải ra đĩa, cho rau xà lách để cuộn sao cho bánh không bị rách và ôm chặt các nguyên liệu. Sau đó lấy đều 2 lát tôm, cho một ít cà rốt, lấy thêm chút thịt, kèm ít dưa leo, cho thêm giò lụa và cuối cùng là cho trứng vào. Sau đó chúng ta bắt đầu cuộn. Khi cuộn chúng ta cuộn đều chặt tay. Như vậy, tôi đã hoàn thành xong một chiếc bánh phở cuốn, bánh phở đều, nhỏ, xinh, vừa miệng trẻ ăn. Và cứ như vậy, ta sẽ cuộn cách tiếp theo. Lưu ý, khi cho nguyên liệu lên cho xen kẽ tôm, thịt, trứng và các loại rau để cho bánh ngon và không bị ngán. Khi ăn bánh, chấm với nước mắm chua ngọt, nước chấm làm có vị thơm của mắm tỏi, vị chua của chanh, vị ngọt của đường, tạo nên một bát mắm thơm ngon, đậm đà, hương vị, sẽ tạo ra một món ăn ngon, hấp dẫn cho trẻ. Kính thưa các bậc phụ huynh, tôi vừa chia sẻ cách làm món bánh phở cuốn với nguyên liệu trên. Để thay đổi khẩu vị món ăn cho trẻ, phụ huynh có thể chuẩn bị các nguyên liệu khác như thịt bò, gà, cá hoặc một số loại rau khác theo mùa để trẻ ăn ngon miệng và đầy đủ các chất dinh dưỡng. Ngoài ra, phụ huynh nên khuyến khích cho trẻ uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh và một số hoa quả khác giúp cơ thể phát triển, hài hòa, cân đối và chống lại một số bệnh tật. Xin cảm ơn phụ huynh đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.